thứ hai ngày nghỉ cùng gia đình vào. Combien vous êtes? 3? 4, 5. À moi le? De l'eau. Merci. 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 Oui, un petit peu. C'est lequel? Mathieu. Qu'est-ce que c'est? Rien. Tu l'as mis. Tu l'as mis. Bữa nay em phải làm được. Dạ. Không có làm đến trường à? Không, em ở đây lâu rồi. Sao đi, sao bác thịt mèo rồi đấy. Ôi, dám ăn rồi đấy. Ủa, có bữa nay em làm ở trường mà. Ở bao giờ? Dạ. Nhưng mà em nấu ở đây lâu rồi. À, em nấu rồi. Cái này chị em gái. Em gái chị bên Mỹ quá hả? Bên nhà quá. Dạ. Mày đâu? Sao chị kia là bạn chị hả? Em gái chị. Em không hả? Không, cái này xe hả? Đúng rồi, làm cho mình lấy cho em vô em hãy nha. Rồi lại đi nha. Rồi rồi. Xem tê. No, hai chị em mình nghe đã công viên, mệt lắm đó mọi người ạ. Kỳ hóa rồi, nước ngoài được thì nước ngoài định câu nha. Đi cái câu này mà năm ngoái câu là nơi hò hẹn của đôi ta, đường về hai thôn hai cô gái xinh xinh đang đi trong rừng cây. Giống như mình đang quay về quê rồi, về miền núi. Cả nhỏ đây luôn rồi. Đây coi chân tẻ ra ha, cả nhỏ luôn rồi. Móc cái nhỏ. Nhớ cái hôm nhỏ mình đi vượt beo. Beo cho lớn. Hô ra rồi. Hô ra sụi chứ. Đẹp đấy. Móc.
Một chì thì mệt quá, ngồi nghỉ. Còn một chì thì vẫn còn mê cả. Mà đi tìm tìm vịt chúng thấy hay. Bữa nướng thấy con vịt mới cả. Vịt chúng thấy thì em mới nhìn sờ mình bắt á. Bắt về nhà hàng. Bắt về làm bắt chứ. Chị mình kêu mình tàu dạng, kêu mình chụp hình này. Mà đâu tàu dạng. Ok. Chim sẻ nó đi theo để cắn hắn đó. Tức á. Mấy mũ, tao mũ. Tao mũ đẹp mắt mày, vậy là tao cắn mày. Đây đến quà, kêu, kêu mới có thấy là nó láo rồi đó. Cháu, chị bao nhiêu vậy hay? Chị dơi chứ, kêu nó bảy thế này này, lươn thật xuống như thế này này, nên nó lươn vẫn còn, nó mũ đó. Ôi, đậu bì tê đẹp tê. Trời sáng mới trắng nắng đông ý. Trời sáng mới trắng nắng vàng, quả đen thui bay tùm lum. Cả bầu trời đang sáng trắng mấy trắng. Đây. Ba chị em tôi đi dạo. Ba chị em nhà mình đi dạo. Rồi hở hô, vào ngày thứ hai anh nghỉ nha ha. Đấy. Hở đi đúng bạn. Đi đúng. Lấy năng anh nghỉ đó. Năng nghỉ thế này đây. Đấy năng này quá đẹp không? Đấy. Đẹp vậy. Đẹp chưa? Thôi tôi không ngại đâu, để ngươi tặng lại thôi. Tôi ngại. Vịt rẻ sống. Vịt trơn nha mọi người. Hai con vịt. Anh ấy giữ trong thạc được chạy xuống. Rất là sợ. Chiếm lại một loài chim rồi này chưa thấy con chim nào nó xiếm con chim này. Ừ, chim sạo. Sạo do sáng là thấy hận thôi, nắng do sáng thấy hận đi kiếm ăn mà. Trống chỉ lắm. Hận mình nó kiếm ăn. Dạ, dạ mới là bắt về núi, nó không cân. Này em nhưng mà đó. Cái bọn chim mới đóng như hang ra. Bọn chị ăn nó mà bọn chị lại quên mất mẹ. Mẹ em thông cảm. Đúng rồi đó, đúng rồi đó, quả nhịp đó. Nghe nói về lấy dần ra. Hỡi đừng dần mà. Bình tình. Con màu con đâu sánh đẹp ơi. Thường thường con đực đẹp hơn con công vậy. Để làm mau, để gu gại. Chân bưởi rất là đẹp này. Cháu ơi, chân bưởi đẹp cực kỳ. Những vận động viên bơi lội. Người họ đi vào đâu họ đi bộ. À, cứ chợ. Ôi, rất là nhiều chợ luôn. Ôi. Dạo một vòng xuống cơm và bây giờ là lên đường về. Kết thúc một buổi sáng được nghỉ ở nhà hàng. Và hành trình tiếp theo vào buổi chiều thì không biết làm gì. Đẹp không? Video này đến đây là hết rồi. Xin chào tạm biệt mọi người. Và hẹn gặp lại mọi người trong những video sau. Bye bye.